Dạ, em xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì shop đầu câu Nhật Bản mình đã xin được giới thiệu với mọi người video số là 568. Và video này em sẽ giới thiệu với mọi người một lô máy. Và ngày hôm nay thì em có 20 máy nha. Có size từ size 1.000 đến là size 8.000 ạ. Và giá em báo video này thì chưa bao gồm phí ship ạ. Anh em có ship có toàn quốc và phí ship của mọi đơn đối với máy là 30.000 ạ. Và khách nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Và khách có nhu cầu đặt hàng thì xin vui lòng liên hệ với số thông qua cái số điện thoại là 0974 088 309 hoặc là kết nối Zalo qua số 0766 609 682 ạ. Thì đầu tiên xin được giới thiệu mọi người con máy số 1 ở đây em có nè. Thì máy số 1 ở đây em có, đây là một con máy của Olympic. Con này thì ngoại hình thì cũng khá là ok, có trầy xước nhỏ một vài vị trí cái vành như thế này thôi. Size của máy này, máy này thì size tầm khoảng là 1.500 nha mọi người. Size tầm khoảng 1.000 này, tại vì con này ngoại hình em thấy cũng hơi nhỏ. Cước số 2 vào được 90m này, cước số 3 vào được 60m. Con này toàn thân bằng kim loại, ngoại hình thì khá là sáng máy. Cổ có sờn khá mạnh thôi. Con này có Ryoto là 4.38, toàn thân bằng kim loại máy. Đây con này của nó khá là ok, mới sáng, gạt cước hoạt động tốt. Chúng ta đổi được tay quay trái phải bình thường, rất là mượt. Con này thì quay rất là mượt, tay quay của máy khá là sáng, đổi được tay quay trái phải. Chốt chặn đây, hoạt động tốt. Rồi, con số 1 này size của máy là 1.000 nha mọi người. Con này thì ngoại hình mới sáng, có trầy nhỏ một vài cái điểm trên vành nhẹ như thế này thôi. Đổi được tay quay trái phải, sao của máy 1.000, hoạt động thì rất ok, chốt chặn hoạt động tốt nha. Máy này hoạt động quay nhẹ mượt. Những con này người ta câu lua rê, chúng ta câu mực, câu tôm rất ok luôn. Và máy số 1 là máy của Nhật nha. Máy số 1 có giá 250.000, máy nặng là 228g. Tiếp đó là máy số 2. Ở đây em có là con Daiwa dòng Sprinter S650DX. Tên của nó là 650 nha. Còn size thật của nó thì cước số 3 vào được 100m là size 2.000. Con này của nó này, gạt cước hoạt động tốt, cối là bằng carbon, thân và tay quay thì bằng kim loại. Tay quay của máy đây, size của máy 2.000. Con này ngoại hình cũng khá là sáng máy, trầy xước nhẹ thôi, hoạt động máy đây. Con này thì đây, quay cũng rất là nhẹ nha, chốt chặn ạ, hoạt động tốt. Chúng ta đổi được tay quay trái phải, máy này ngoại hình mới sáng nha. Và máy này cũng là máy của Nhật, máy số 2 là máy của Nhật luôn. Máy số 2 này cũng có giá 250.000, máy nặng là 250g ạ. Tiếp đó là máy số 3. Số 3 ở đây em cũng có là một con máy Daiwa. Và con này S800B, tên của nó là 800B nha. Size thực của nó là 3.000, cước số 3 vào được 150m, cước số 3 vào được 150m nha, là size 3.000. Cối, con này thì cối thân bằng carbon, tay quay nhôm như thế này. Chúng ta đổi được tay quay trái phải. Con này thì ngoại hình cũng khá là sáng máy, này rất là nhỏ. Con này ngoại hình mới sáng nhé, cối sờn rất là ít hơn như thế này. Sức tải của nó là 12 bao là 5,5 kg đây. Mô viên sóng ấy, lưỡi gào của máy vẫn còn, xa máy 3.000, quay khá nhẹ nha. Con này quay nhẹ mượt em luôn, chốt chặn hoạt động tốt. Con này thì cái cối nó có bờ ngang nhưng mà cái chiều cao nó là ngắn nha, nên tổng số cái khả năng vào dây thì nó cũng giống như những con máy có cái cối dài hơn thôi, ngoại hình lớn hơn một xíu thôi. Và máy số 3 này là máy của Nhật, máy số 3 này có giá 320.000, máy nặng là 247g. Tiếp đó là máy số 4. Máy số 4 ở đây em có là một con máy đuôi chuột, máy của Shimano, dòng phiên bản đặc biệt Special 1.000 này. Tên của nó là 1.000 nhé, GTR 1.000. Còn size thực của nó đây, cứ số 3 vào được 110m, con này size 2.000, hơn 2.000 một xíu. Con này thì cối thân bằng carbon, tay quay nhôm. Chúng ta đổi được tay quay trái phải bình thường. Mô viên sóng này, lưỡi gào của máy vẫn còn. Con này ngoại hình cũng khá là sáng máy, có một cái đường xước nhỏ sau lưng đuôi máy thế này xíu này, xước nước sơn nha. Còn những vị trí khác thì cũng khá là ok. Và máy này chạy bằng 3 bạc đạn nha. Đây, trên cối lớp tem nó có một vài điểm nó hơi sờn nhỏ xíu. Chạy bằng 3 bạc đạn, mô viên sóng, lưỡi gào của máy vẫn còn, con đăng của nó đây, gạt trước. Con này thì cái nút mà nó vặn cái chỗ này nó bị lai cái nút này một xíu nha, nhưng mà nó vẫn giữ được chức năng, là giữ
Đấy, rất là tốt. Cái chốt vặn này. Cái nút nó vặn lại. Nút lại nha. Chúng ta vẫn đổi được tay quay trái phải bình thường, hoạt động rất là nhẹ. Con này quay con đua rơi rất ok luôn. Rồi quay nhẹ mượt em, chốt chặn hoạt động tốt. Máy này bật chốt chặn hay là không bật chốt chặn đều không có tiếng kêu gì cả nhé. Ngoại hình mới sáng. Và máy số 4 là máy của Nhật nha. Máy số 4 này có giá 360.000, máy nặng là 210g. Xuất xứ máy là em báo, mỗi lần em anh đưa cái trong bát anh em báo cái tên của máy ở đây nè. Mọi người kêu nghe kỹ giùm em nha mọi người. Tiếp đó là máy số 5. Và máy số 5 này em có là một con máy của Daiwa và dòng Longcastbull. Con này Daiwa của Thái Lan nha. Daiwa được sản xuất ở Thái Lan xuất Nhật. Con này cối thân bằng carbon, tay quay nhôm. Máy này ngoại hình cũng khá là sáng máy. Bộ pin sóng này, lưỡi gà của máy vẫn còn. Cước số 3 vào được 150 mét. Con này size 3000 nha mọi người. Bộ pin sóng này, lưỡi gà của máy vẫn còn. Máy này ngoại hình cũng khá là sáng máy. Sản xuất nhỏ thôi. Size 3000. Gạt cước hoạt động tốt. Con lăn của nó đây. Size của máy là 3000. Máy quay rất là nhẹ luôn ạ. Chốt chặn hoạt động tốt. Máy này bật chốt chặn không có tiếng kêu gì cả nha. Đây con này ngoại hình khá là sáng đó. Sần xước nhỏ thôi. Cứ số 3 vào được 150. Đổi được tay quay trái phải. Máy số 5 này là máy của Daiwa được sản xuất ở Thái Lan. Máy số 5 này có giá 270.000. Máy nặng là 230g. Tiếp theo máy số 6. Máy số 6 ở đây em có là một con máy của Shimano dòng Holiday Spin 3000. Con này cối thân bằng carbon, tay quay nhôm nha. Đổi được tay quay trái phải. Con này thì có sần viền bằng nha, như thế này. Và con này là dòng máy, là máy của Nhật. Tay quay của máy là kiểu tay quay thiết kế như thế này nha. Còn những con máy của Shimano nhưng dòng Spin màu xanh thế này. Nhưng mà máy của Singapore hay của Malaysia thì tay quay kiểu thế này nha mọi người. Đấy, chứ không phải là máy bị lỗi tay hay là bị lai tay quay gì đâu. Em bán những dòng máy này thì em khá là quen thuộc rồi. Gạt cước hoạt động tốt. Chúng ta đổi được tay quay trái phải. Máy này size 3000, mô viên sóng này, lưỡi gà của máy vẫn còn. Con này thì ngoại hình trên nó tem có sờn như thế này. Sờn cũng rất là nhỏ, tem khá sáng. Chỉ có sờn bên thân máy xíu đây. Đổi được tay quay trái phải, tay quay của máy như thế này nha. Hoạt động của máy này. Chốt chặn. Chốt chặn hoạt động tốt. Máy size 3000, máy của Nhật. Và máy số 6 này là máy của Nhật nha. Máy số 6 có giá 400.000, máy nặng là 300g. Tiếp đó là máy số 7. Máy số 7 ở đây em có là một con máy của Shimano dòng Holiday Spin giống như con máy số 6 lúc nãy nha. Nhưng mà con này thì được sản xuất ở Singapore xuất Nhật. Con này mới đẹp, khá là mới sáng luôn nha. Con này mới. Sờn rất là nhỏ. Mô bên sóng, lưỡi gà của máy vẫn còn, tem của máy rất dài. Sơn khá nhỏ, con lanh của nó. Gạt cướp, hoạt động tốt. Chúng ta đổ được tay quay trái phải, quay rất là nhẹ nha. Nhẹ mượt em. Chốt chặn, hoạt động tốt. Con này ngoại hình mới sáng, ngoại hình khá là đẹp. Và máy số 7 này cũng là máy của Shimano được sản xuất ở Singapore xuất Nhật. Máy số 7 có giá 400.000 và máy này này cũng nặng là 300g. Tiếp đó là máy số 8. Số 8 ở đây em có con Ryobi RX01. Con này thì ngoại hình, với ngoại hình máy như thế này thì máy này tầm xa khoảng 3.500. 3.500 đến 4.000, dao động 3.500 đến 4.000 nha. Có Ryoto là 3.8. Con này thì cố bằng carbon, thân và tay quay thì bằng kim loại nha. Có sờn phần đuôi máy như thế này. Con lăn của nó đây. Đấy, con đây thì mới sáng. Gạt cước hoạt động tốt. Chúng ta đổi được tay quay trái phải. Xa của máy là tầm 3.500, dạ 3.500 đến 4.000. Mô bên sóng này, lưỡi gà của máy vẫn còn này. Khá là nhẹ. Và máy số 8 này là máy dòng hàng nội địa Nhật nha. Máy số 8 có giá 280.000, máy nặng là 302g. Đó là máy số 9. Máy số 9 ở đây em có là một con máy có cò thắng tay thế này nha. Đây là một con máy Daiwa, một dòng máy Daiwa, dòng máy đời cao. Con này thì chúng ta cối này, nó bằng kim loại, thân bằng thân và tay quay bằng carbon nhé.
Gọi hình thì phần tay quay nó có bông tróc nhẹ nhẹ cho nó sơn thế này. Đuôi máy có sơn đuôi máy. Có hệ thống chặn bằng ABS này. Chống động, chống trả ngược. Cước số 3 vào được 150m, con này size là 3000, tên của nó là 2500 LB nhá, Daiwa Triso. Con này thì dành cho khách ta cao ISO. Cái phần nấm tay quay nó bị bong cái lớp cao su bên ngoài, còn lớp nhân nhựa bên trong thế này. Con lanh của nó đây. Gạt cước hoạt động tốt. Mở cối này. Con này thì cái cối nó kiểu nó đúc nguyên khối thế này nha. Nó thiết kế kiểu như thế này, giống như là cái cốt trợ lực, mà cốt trợ lực ở đây liền với cối nha mọi người. Cốt của nó đây khá là ok. Cốt có dòng cốt lớn không phải là cốt nhỏ nữa. Đó là cốt ở có những cái vị trí thế này, hỗ trợ lực kéo chúng ta. Con này thì chúng ta dòng cá bằng cách sử dụng cò. Chúng ta không có xả xà bun, không dòng cá bằng xả cái cối thế này, mà chúng ta dòng cá bằng cách sử dụng cò nha, cò trong tay. Con này nó thiết kế không có nút bật nút chặn, mà nó thiết kế bằng chúng ta có thể hãm bằng cò như thế này. Hoặc là trong đại nó có cái cò thiết kế đại tới và đại lui nha. Chúng ta đại tới chúng ta thở chặn giống bình thường, hoặc là kéo lui ra, chúng ta quay chế độ hai chiều. Hãm tốt nha mọi người, con này cò hãm khá tốt. Và máy số 9 là máy Daiwa được sản xuất ở Thái Lan. Máy số 9 có giá 1 triệu. Máy này 328, máy này nặng 328g. Tiếp đến nữa là máy số 10. Máy số 10 đây em có là một con máy của Daiwa, dòng Dragon S. Đây, sức tải của máy là 14 LB, tầm 6,4 kg. Con này cố là bằng kim loại, thân bằng carbon tay quay nhôm thế này nha. Đổ được tay quay trái phải. Và Daiwa này được sản xuất ở Thái Lan, xuất Nhật nha mọi người. Con này ngoại hình cũng khá là sáng máy. Cước số 6 vào được 150m, con này size 6000, xài dòng máy sâu size 6000 bên máy carbon nha. Mô hình sóng này, lưỡi gà của máy vẫn còn, con này mới sáng. Con này ngoại hình cũng khá là sáng máy nè. Máy này ngoại hình mới đẹp nha, tài xước khá nhỏ thôi. Thế này qua, size của máy là 6000. Máy quay nhị mà em. Và Daiwa này được sản xuất ở Thái Lan, xuất Nhật. Chốt chặn lại, hoạt động tốt. Và máy số 10 này là máy Daiwa được sản xuất ở Thái Lan. Máy số 10 có giá 520.000, máy nặng là 389g. Tiếp đó là máy số 11. Máy 11 ở đây có một con máy của Ryobi. Con này thì là một con máy dòng cối nông, mô bin chết. Con này chúng ta vào cước cũng khá là ít. Cước số 4 vào được 150. Thì nếu tính theo thông số cước thì con này size 4000. Nhưng mà ngoại hình của nó thì nó tương đương với size 6000 nha. Hai con này ngoại hình tương đồng nhau nha mọi người. Thì em báo con này em sẽ báo size 4000. Sức tải của nó thì nó tương đương với sức tải của máy size 6000 này. Con này chúng ta không có dòng cá bằng cách xả sabon được, ta kéo trực tiếp. Thì con này khách chúng ta có thể câu sông suối, câu gần, câu rạn. Con này khá là ok luôn. Có Rito là 4.4 cối nông. Một bên chết, con này người ta vào dây ít thôi, không có vào được nhiều dây. Hoạt động đây, rất là nhẹ mượt. Chốt chặn hoạt động tốt. Chúng ta đổ được tay quay trái phải. Cối cá sờ nhị nha. Và máy số 11 là máy của Nhật nha. Máy 11 có giá 350.000, máy nặng là 390g. Tiếp theo máy số 12. Máy 12 đem có một con máy của Daiwa, dòng Daiwa Dragon S 4000. Máy này thì cối thân bằng carbon nhé, tay quay nhôm, đổi được tay quay trái phải. Con này ngoại hình mới đẹp luôn. Mô bin sóng này, lưỡi gà của máy vẫn còn. Size của máy cước số 6 vào được 150m, con này size 6000. Con lanh của nó này. Gạt cước, hoạt động tốt. Máy này mới đẹp, có trài nhỏ một vài điểm thôi. Nhìn chung khá mới sáng luôn. Đổi được tay quay trái phải, nó sờn nhẹ. Hoạt động của máy. Máy quay nhẹ mượt nha. Chốt chặn hoạt động tốt. Chúng ta đổ được tay quay trái phải bình thường. Máy này size 6000. Và máy số 12 là máy của Nhật nha. Máy 12 này có giá là 580.000. Máy nặng là 385g. Tiếp đến là máy số 13. Máy 13 đem có là một con máy của Shimano. Con này có Ryoto là 4.2. Cấu thân là bằng carbon tay quay nhôm. Con này cái tay quay hơi xấu một xíu. Tay quay nó bị oxy hóa ra tem rồi. Cái phần nút xi bên ngoài thế này nha. Con lanh của nó đây. Gạt cước, hoạt động tốt. Tên của nó là Carbomatic 5000 nha. Còn size thật của nó
Size thật đây, thông số cước là size thật nha. Cước số 8 vào được 180m, con này size 8.000, hơn 8.000 một xíu. 8.000 là 8.500. So với những con size 6.000 thì con này ngoại hình lớn hơn nha. Đấy. Bởi vì nếu mà size 8.000 so với những con máy bằng kim loại thì nó sẽ tất nhiên sẽ nhỏ hơn những con máy carbon. Mô bên sóng này lưỡi gào của máy vẫn còn, máy này toàn thân bằng carbon. Con này cối thì khá là đẹp, tại số rất là nhỏ, nhưng mà cái thân máy chỗ này đây nó bị gào, xì cái nước sơn là một xíu. Còn tay quay hơi xấu, tay quay tí. Lưỡi gào của máy vẫn còn nha, đổi được tay quay trái phải, size của máy là 8.000, hoạt động thì ok. Có Rito là 4.2, chốt chặn của máy đây, hoạt động tốt. Máy số 13 này là máy của Nhật, máy 13 này cũng có giá là 580.000, máy nặng là 450g. Con này thì xấu, tay quay một xíu nha. Tiếp đó là máy số 14. Máy 14 của em có là một con Daiwa dòng là Sprinter 1500X nhé. Con này là bị rơi mất cái tem nhỏ bị màu đỏ vị trí này. Con này thì toàn thân bằng kim loại. Tem của máy thì nó cũng có bị bong cái nước sơn một xíu. Cối của nó đây, cối là những cái vị này, cái vị trí này nó bị bám bẩn, cạn bẩn xíu này, nó có hơi ra tem. Ố một tí phần vành đầu. Mô bên sóng, lưỡi gào của máy vẫn còn, cối thì có sơn nhỏ thôi. Thông số cước, cước số 6 vào được 180m, cước số 7 vào được 150m. Con này size tầm khoảng 6.500 đến 7.000 nha. Tầm 6.000, 6.500 đó. Gạt cước, hoạt động tốt. Chúng ta đổi được tay quay trái phải bình thường. Tay quay của máy này. Đây, máy khá mới đẹp. Con này thì có trầy xước nhỏ đó. Chốt chặn, hoạt động tốt. Chúng ta đổi được tay quay trái phải. Là máy số 14 là máy của Nhật. Máy 14 này có giá 520.000. Máy nặng là 502g. Tiếp theo máy số 15. Máy 15 ở đây có là một con máy Olympic. Con này thì tên của nó là VX950. Cối bằng carbon, thân và tay quay thì bằng kim loại. Tay quay thì mới sáng. Mô bên sóng này. Cước số 4 vào được 200m, cước số 5 vào được 160m. Con này thì xa tầm 4.500, 4.500 đến 5.000 nha. 4.500 đấy, em báo trừ hà một xíu như vậy. Có bong tróc nhỏ đây, những bong tróc bị trên nước sơn ở đây, con lăn của nó đây, gặp trước hoạt động tốt nhé. Con này thì ngoại hình nó có bong tróc bên thân, nó có một cái lớp vỏ carbon off bên ngoài, quay rất là nhẹ, chốt chặn hoạt động tốt ạ. Chúng ta đổ được tay quay trái phải bình thường. Và máy số 15 này là máy của Nhật. Máy 15 này có giá 300.000. Máy này nặng là 386g. Tiếp theo máy số 16. Máy 16 ở đây có con Shimano US. Tên của nó là US2 như thế này. Như thế này nha. Con này thì toàn thân bằng kim loại, mô bên sóng, lưỡi gào của máy vẫn còn. Cước số 6 vào được 160m, cước số 5 vào được 210m. Theo đúng thông số cước thì con này đánh 6.000 nha. Nhưng mà 60.000 bên Shimano thì nó hơi nhỏ máy này. Con này em đã size 5.000 rồi nha. 5.000 tương ứng với 5.000 bên Daiwa. Đấy, con lăn của nó nè. Gạt cước, hoạt động tốt. Thiết kế nó nhìn là hơi nhỏ một xíu. Hoạt động thì ok, quay nhẹ mượt toàn thân bằng kim loại. Đổi được tay quay trái phải. Con lăn của nó nè. Mới sáng nhé. Cố mình những vị trí này là bám bẩn. Và máy số 16 là máy của Nhật, máy 16 có giá 400.000, máy nó nặng là 370g. Tiếp đến là máy số 17. Máy 17 ở đây có là một con máy của Ryobi, con này dòng RX20. Thì con này toàn thân bằng kim loại nha. Đây, cứ số 7 thì vào được 220m. Có Rito là 4.4. Thì con này size tầm khoảng 8.000. Rồi mắc cái tem phía bên tay phải này. Toàn thân bằng kim loại, có một vài điểm nó sờn thế này. Mô bên sóng này, lưỡi gà của máy vẫn còn, có sờn, sờn lắm đấy. Đổi được tay quay trái phải. Ngoại hình thì cũng khá là ok. Tài xước nhỏ, tay quay của máy đây. Size của nó là tầm 8.000, con lăn của nó đây. Gạt cước, hoạt động tốt. Chúng ta đổ được tay quay trái phải. Máy thì khá là ok. Con này rơi mất cái tên. Hoạt động của máy khá là nhẹ nha. Và máy số 17 là máy của Nhật. Máy 17 này có giá 550.000. Máy nặng là 530g. Tiếp theo máy số 18. Thì ngày hôm nay máy 18, 19, 20 em có 3 con máy cối nông mô bình chết này.
dành cho khách chúng ta câu gần, câu rạn, câu sông suối. Những khách chúng ta muốn câu sông suối mà chúng ta không cần phải dòng cá vào và chúng ta kéo trực tiếp vào luôn thì chúng ta chọn con này cũng được. Thì cối nó khá là lớn, ta quay dây vào cũng khá là ok, quay dây vào nhanh nhé. Có reel tôi là 3.8, con này dòng cối nông, những cái dòng này thì cạo rất là khỏe, thiết kế kiểu trục khá là khỏe nhé. Còn đây người đó máy này thì thông số cước nó báo là cước số 5, cước số 5 là vào được 200m, thì tương ứng với size 5.000 nhé. Nhưng mà những cái dòng này, con này thiết kế kiểu nó hơi nhỏ thôi. Thì con này size cũng là 5.000, em báo size 5.000 này, sức kéo của nó tương ứng với những con máy size 5.000, 6.000, tương đương như vậy, size 5.000 này. Máy này thì ngoại hình mới đẹp, cối thân bằng carbon, tay quay nhôm, đổi được tay quay trái phải. Máy này ngoại hình mới đẹp nha. Con này thì câu gần, câu rạn, câu sông, suối. Chốt chặn này, hoạt động tốt. Chúng ta đổ được tay quay trái phải, máy này ngoại hình mới sáng. Và hai con 19 cũng vậy, ngoại hình mới đẹp. Và máy số 18 là máy của Nhật nha. Máy 18 này có giá 400.000, máy này nặng là 462g. Tiếp đó là máy số 19, con này thì size 6.000, Super Shimano Titanos Aero ES 6.000. Con này cũng vậy, ngoại hình mới đẹp, đầu gối thân bằng carbon, tay quay thì nhôm, đổi được tay quay trái phải, con lăn của nó đây, gạt trước, hoạt động tốt. Con này lắp tem một vài điểm đó, có bông nhẹ xíu lắp tem. Cước số 3 vào được 200m này, cước số 2 vào được 300m. Đó, thì con này thì để nếu tính theo thông số cước đó thì đây, nó cũng tương tự giống như con này. Hai con này ngoại hình nó cũng chênh lệch nhau một xíu nha. Một con 5.000 kênh, một con 6.000, rất là nhẹ. Những con này thì nó có cái nhược điểm là không có xả carbon, không dòng cá bằng sữa được, nhưng mà nó thiết kế trục này cảo vô cùng khỏe, dành khách câu gần, câu rạn, câu sông, suối. Một số khách ta thích trải nghiệm cách câu lua bằng máy này, người ta có thể thử được. Và máy số 19 là máy của Nhật nha. Máy 19 này có giá 450.000, máy này nặng là 477g. Và tương tự máy số 20, máy 20 ở đây có con Shimano GT6 5.000. Con này thì cối đây, thiết kế kiểu cối này rất là lớn, nó vào dây cũng tầm khoảng là size 5.000. Còn sức tải của nó đấy, nó sức tải của nó cũng tương ứng với máy 7-8.000 nha mọi người. Ngoại hình nó tương đồng với con máy size 8.000 bằng kim loại, thì cái trục nó sẽ cạo khá là khỏe. Máy này ngoại hình lớn, cước số 3 thì vào được 200m này, thông số cước vào khá là ít. Con này nó xấu cái lớp tem, đấy, lớp tem nó hơi xấu một xíu, thì rách cái lớp tem. Đổi được tay quay trái phải, máy này mô bin cối nông, mô bin chết. Những con máy mà cối nông mô bin chết thì khách đánh lục hoặc là chúng ta đánh biển ta không có chọn được nha. Nhưng nếu khách đánh biển mà sang cái lớn không chọn được, khách câu gần, câu rạn bên biển thì chọn được. Đấy, chốt chặn này, hoạt động tốt. Chúng ta đổ được tay quay trái phải. Và máy số 20 là máy của Nhật, máy 20 này có giá 380.000, máy này nặng là 573g. Và em mới giới thiệu sơ lô gồm có là 20 máy câu của mình ạ. Mọi chi tiết xin liên hệ với số điện thoại là 0974088309 ạ. Em xin cảm ơn mọi người, em xin chào mọi người ạ.